Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cùng người đứng đầu cơ quan y tế 16 khu vực của Đức đã thống nhất đảo ngược quyết định trước đó về việc hạn chế tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho những người trên 60 tuổi. Ông cũng cho rằng khoảng cách 12 tuần hiện tại giữa hai mũi tiêm có thể được rút ngắn lại. Cả hai biện pháp này đều góp phần thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng nói chung của chúng tôi. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung ban đầu và các vấn đề quan liêu khác đã khiến Đức, quốc gia có nền kinh tế lớn nhất châu Âu, có một khởi đầu chậm chạp với chiến lược tiêm chủng của mình. Đức hiện ghi nhận hơn 3,4 triệu ca mắc và hơn 84.800 ca tử vong do dịch COVID-19.